Và kính thưa quý vị, để giới thiệu đến quý vị một người ca sĩ kế tiếp. Anh là một người anh rất là thân thương của Trọng Hải. Trọng Hải rất là quý mến anh từ lâu, là tại vì anh là một người Phật tử rất thuần thành. Anh hát những cái bài nhạc đạo bằng hết cái tâm thành của một người Phật tử. Thành ra trong những bài hát anh hát, nó truyền tải được và chạm được trái tim của Trọng Hải nói riêng. Và Trọng Hải nghĩ rằng là ngày hôm qua cũng ở trong khán phòng của chùa Liên Hoa này, anh đã lấy được tất cả rất là nhiều những tình cảm của tất cả quý vị. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt gửi tới nam ca sĩ Nguyễn Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Phật tử thân thương, lời đầu tiên cho phép con Nguyễn Đức xin kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, bài hát đầu tiên con xin hát tặng cho quý vị bằng một cái thông điệp rằng là ăn chay rất là an lạc, qua một bài hát rất là vui tươi của nhạc sĩ Hàng Châu, Chúng Mình Cùng Ăn Chay. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Con xin mời quý vị cùng vỗ tay ạ. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Anh mời em ăn chay để mắt tròn xanh thắm bờ mê. Giờ tăng món gì nè, nào là cơm là mì, có món xào với tàu hủ kê. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào nhà sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thiệt là ngon vậy nghe. Đậu hũ chiên giòn anh vàng như màu nắng hạ, cánh lá mộng tươi xanh nước như có mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tạt, chấm món rau luộc ngon thiệt cú mèo em ơi. Quý vị Phật tử thân mến, ăn chay á mình có sức khỏe tốt nè, mà tâm còn được an lạc nữa, cho nên ăn chay trường ạ. Kính thưa quý vị, qua Tết á là đám cưới của con rồi, mà ông bà già vợ á nói rằng đám cưới hai đứa con á phải đãi toàn là món chay thôi. Điều này con chiều ý ba má vợ luôn. Không biết rằng đám cưới của con mời quý vị có đủ cùng đi không ạ? Có đi không ạ? Cảm ơn ạ. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ái từ bi. Anh mời em ăn chay để mắt tròn xanh thắm bờ mì. Giờ tăng món gì nè, nào là cơm là mì, có món xào với tàu hủ kê. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để trái lòng từ bi chúng sanh. Nào nhà sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nấu món canh chua ngon thiệt là ngon. Đậu hũ chiên giòn anh vàng như màu nắng hạ, cánh lá mộng tơi xanh mướt như có mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tạt, chấm món rau luộc ngon thiệt cú mèo em ơi. Ngày đám cưới đôi mình hành đại tiệc bằng những món chay, trà đá thơm thật ngon uống cả ngày mà không thấy sai. Liên quan tưng bừng bà con đến chúc mừng nè, cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Đầu hũ chiên giòn ánh vàng như màu nắng hạ, cành lá mồng tơi xanh mướt như cỏ mùa xuân. Chén cho thơm trắng ngà ngà giống như ánh sương chiều tà, chấm món rau luộc ngon thiệt cú mèo cô ơi.
ngày đám cưới đôi mình, anh đãi tiệc bằng những món chai trà đá thơm thật ngon, uống cả ngày mà không thấy sai nghe bà con. Tiệc liên quan tưng bừng, bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Tiệc liên quan tưng bừng, bà con đến chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Đám cưới của tụi con á, đại toàn là món chay thôi, con mời quý vị cùng đi với con nghe. Hết. Quý vị nghe bài này có vui không ạ? Một tràng pháo tay cho con thật to được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều.